Chào mừng các em đến tiết học trực tuyến môn âm nhạc lớp 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề Vui bước đến trường, tiết 2 ôn tập bài hát Mùa khai trường, nhạc cụ, tiết tấu, bài thực hành số 1. Đầu tiên, cô xin nhắc lại nội dung bài hát của bài Mùa khai trường. Bài hát Mùa khai trường là sáng tác của nhạc sĩ Phan Việt Phương, có tính chất trong sáng, vui tươi, hồn nhiên, nội dung thể hiện niềm hân hoan của học sinh trong ngày khai trường vào năm học mới. Bây giờ cô mời lớp cùng hát lại bài hát này một lần nhé. Ôm lại bài hát Mùa khai trường. Bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo của ngày hôm nay. Đầu tiên, cô mời các em quan sát và nhận xét đặc điểm các âm hình tiết tấu. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng âm hình tiết tấu ha. Ở âm hình tiết tấu A, sử dụng nốt đen, dấu lặng, đen và viết ở nhịp 2-4. Cô mời cả lớp cùng đọc với cô ha. Đen, lặng, đen, đen. Đen, lặng, đen, đen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học gõ tiết tấu ha. Một lần nữa. Rồi. Để cho dễ trong việc phát âm thì người ta quy định nốt đen là ta, 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 ta. Bây giờ các em cùng vỗ và đập. Một lần nữa nào. Chúng ta sẽ cùng qua âm hình tiết tấu thứ hai. Âm hình tiết tấu này viết ở nhịp 2-4. Sử dụng nốt đen và nốt đơm. Cô sẽ đọc qua một lần ha.
Đen, đen, đơn, đơn, đèn. Đen, đen, đơn, đơn, đèn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập vỗ tiết tấu bài này. Và nó tắt đơn thì người ta ký hiệu là ti ha. Như vậy mình sẽ đọc vào. Ta, ti, ti, ta. Hoặc là mình đọc cho dễ nhớ đây là đen, đen, đơn, đơn, đen. Chúng ta sẽ sử dụng thanh phách hoặc là ở nhà không có thì mình có thể dùng tay vỗ để gõ đệm bài cho bài mùa khai trường theo tiết tấu B. Và cái câu đầu này thì chỗ chữ mùa thu chúng ta không vỗ và bắt đầu chữ sang là nó đen đầu tiên. Ha. Bây giờ cô mời các bạn cùng xem đoạn video clip và thực hiện theo nhé. Đen, đơn, đơn, đen. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Thực hành gõ đệm theo mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ qua một phần mới cũng thực hành trên tiết tấu đó. Đó là phần bộ gõ cơ thể hay còn gọi là body percussion. Bây giờ cô mời lớp sẽ cùng xem một video clip giới thiệu về body percussion nhé. Body percussion tức là dùng những bộ phận trên cơ thể để vỗ phát ra âm thanh theo nhịp của nhịp hoặc là tiết tấu của nhạc. Bây giờ vào bài này chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện bộ gõ cơ thể theo âm hình tiết tấu B nhé. Các em thực hiện lại một lần nữa nha. Chúng ta sẽ áp dụng vào ngay bài hát mùa khai trường của chúng ta nhé. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Tay, tay, đùi, đùi, chân. Đen, đen, đơn, đơn, đen.
tay tay đôi đôi chân. Hay, rất là thú vị đúng không nào? Vậy thì bây giờ các em về nhà hãy thực hiện cái bộ gõ cơ thể áp dụng vào bài mùa khai trường, quay clip và gửi cho lớp trưởng để lớp trưởng tổng hợp chuyển cho cô chấm điểm nha các bạn. Bây giờ cô cho các bạn xem thêm một đoạn video clip về biểu diễn bộ gõ cơ thể body percussion nhé. Hỏi ôn tập, em hãy nêu lại ý nghĩa giáo dục của bài hát Mùa khai trường và cảm nhận của em sau khi học được nhạc cụ tiết tấu ngày hôm nay. Những câu hỏi này các em có thể làm và tuần sau cô sẽ hỏi lại các em một lần nữa nhé. Dặn dò cả lớp về nhà học thuộc bài hát Mùa khai trường kết hồi hộp, một quá là gõ gõ nhịp vở phách hoặc là thực hiện theo cái tiết tấu B chúng ta đã học. Vỗ phách bằng cơ thể hoặc là body percussion, luyện tập phần thực hành tiết tấu 2 và chuẩn bị bài cho tiết sau. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào cả lớp nhé. Hẹn gặp lại các em.